Sữa rửa mặt ý dị Hatomuji Lensing Facial Action là sản phẩm chăm sóc da độc đáo của hãng Hatomuji, Nhật Bản. Ngay sau khi ra mắt 2018, đã chinh phục được những thị trường rất khó tính ở trong nước. Hiện sản phẩm đã hiện hữu trong phòng tắm của nhiều gia đình trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Vậy điều gì khiến giá trị sản phẩm nhanh chóng lan tỏa đến vậy? Một sữa rửa mặt ý dị Hatomuji Lensing Facial Action, một phát hiện độc đáo. Đã từ lâu, hạt ý dị Bobo được sử dụng trong chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Bởi sự dồi dào về dưỡng chất có trong mình, nên nó sớm được các nhà khoa học quan tâm tìm hiểu và ứng dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp. Với công nghệ hiện đại, protein và các axit amin trong hạt ý dị được tách ra và đưa vào sản phẩm chăm sóc da của hãng Hatomuji. Sự kết hợp khéo léo giữa dưỡng chất từ ý dị và một số vitamin từ tự nhiên khác đã tạo ra công thức độc đáo, mới lạ, hỗ trợ rất hiệu quả trong bảo vệ và chăm sóc da mặt, nhất là ở lứa tuổi 25 trở lên, khi da bắt đầu bị nhão, nhăn, khô và nám. Hai thành phần lành tính. Thành phần chính của sữa rửa mặt ý dị Hatomuji Lensing Facial Action là tinh chất chiết xuất từ quả ý dị Bobo, gồm protein, các axit amin. Ngoài ra, sản phẩm có sự kết hợp của chất collagen, một số vitamin cần thiết cho da được chiết xuất từ hoa quả tự nhiên như gạo, táo. Với thành phần trên, sản phẩm thích hợp cho mọi làn da, an toàn tuyệt đối khi sử dụng thường xuyên trong thời gian dài. Ba, giá cả chia sẻ, hiệu quả rõ ràng. Chỉ với 100.000 đồng, bạn đã sở hữu một kiếp sữa rửa mặt ý dị Hatomuji Lensing Facial Action chính hãng. Đặc biệt, hiệu quả mà sản phẩm mang lại rất rõ ràng chỉ ít ngày sau khi sử dụng. Với những khoáng chất có trong sữa sẽ thấm sâu xuống hạ bì, có tác dụng dưỡng ẩm da rất hiệu quả, giúp da không bị khô. Các loại vitamin, nhất là vitamin B làm hạn chế tiết dầu trên da, phòng viêm da, chống cháy nắng, làm chậm quá trình lão hóa da, ngăn hình thành vết nhăn, chống chảy xệ. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng hỗ trợ tích cực trong điều trị mụn, làm nhăn xe khít lỗ chân lông, làm mờ vết thâm, giúp da trắng sáng. Cảm giác về một làn da mới mẻ, tươi trẻ, căng tràn sức sống đang dần trở lại trên khuôn mặt bạn sau một tuần sử dụng sản phẩm. Đó cũng là phản hồi tích cực hãng Hatomuji nhận được ngay từ những ngày đầu cung cấp sản phẩm này ra thị trường. 4. Nguồn gốc minh bạch, chính sách mua bán uy tín rõ ràng. Sản phẩm được cấp chứng nhận lưu thông của cơ quan chức năng Việt Nam. Hãng cam kết về nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo uy tín, lấy sức khỏe, sự an toàn khách hàng và đạo đức kinh doanh làm tiêu chuẩn hàng đầu. Trường hợp khách hàng nhận phải hàng lỗi, hỏng, hãng sẽ đền tiền tương xứng hoặc nhận đổi trả công bằng. Nhìn chung, sữa rửa mặt ý dị Hatomuji Lensing Facial Action đáp ứng rất đúng và trúng nhu cầu chăm sóc da mặt của chị em phụ nữ bước vào tuổi 25. Hãy để sản phẩm duy trì nét tươi trẻ của làn da trên khuôn mặt bạn.